Tiên Mary đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ hoàn thành những chiếc giỏ đan thủ công, để kịp giao cho những con cú tuyết đem đến cho các tiên mùa đông. Tinh thấy hơi bất công vì tiên sư ấm không được đi đến khu rừng mùa đông. Bo Bờ và Clank nghe Tinh nói muốn đi đến đó, họ liền cảm thấy sợ vì nơi đó vô cùng lạnh, đôi cánh có thể gãy bất cứ lúc nào. Một chú thỏ sổng chuồng phá phách khắp mọi nơi, Tinh kịp thời giữ nó lại. Đã đến lúc Phong đưa nó đến ranh giới mùa hè và mùa đông. Tinh giúp đỡ đưa con thỏ đến đó, nhưng nó rất chi là năng động, chú thỏ lại nhút nhát với khung cảnh trước mắt. Theo luật của chúa tể mùa đông, các tiên sư ấm chỉ được đứng bên kia ranh giới. Các con vật sẽ tự tiến vào khu rừng. Đầu tiên là hai bé sóc, chúng nhảy vào bộ lông liền hóa trắng muốt. Tiếp đến là những chú thỏ như những cục bông di động. Bé thỏ cuối cùng lúc đầu nhát gan lắm, sau một lúc nghịch tuyết, ve vẫy cái đuôi cũng dũng cảm đi vào. Tinh thích thú, nhân cơ hội Phong đang gọi con thú khác thức dậy, Tinh lén nhảy qua phía bên kia, khung cảnh tuyết trắng xóa tuyệt đẹp. Lần đầu tiên Tinh cảm nhận cái lạnh thấu xương đến vậy, bất ngờ hơn khi đôi cánh của cô nàng hóa thành màu trong suốt vô cùng đẹp mắt. Cô ấy vẫn chưa biết điều nguy hiểm đang diễn ra. Phong kịp thời kéo Tinh ra khỏi đó trước khi cánh của Tinh bị đóng băng. Tinh không hề lo sợ, cho rằng đó là trải nghiệm tuyệt vời với đôi cánh phát sáng. Phong kéo Tinh lập tức đến tiên chữa bệnh. Các người bạn của Tinh đã nghe nói về tình trạng của cô nàng, họ gấp rút đi đến đó xem tình hình, cũng may chưa nguy hiểm tới đôi cánh. Các bạn mong Tinh đừng làm điều dại dột như thế nữa, nhưng cô cho rằng đôi cánh đã phát sáng. Bằng cách nào đó, Tinh cảm nhận được có thứ gì đó bên trong khu rừng mùa đông mà cô chưa khám phá được. Vì không người bạn nào chịu tin, Tinh đành phải đi đến thư viện, tìm cuốn sách để chứng minh điều mình nói là sự thật. Có vô vàn cuốn sách ở đây. May thay Tinh tìm thấy cuốn sách có nội dung về luật đôi cánh của tiên. Cuốn sách chẳng chịu nằm im, mà sơ hở là bay đi, làm kinh động các thành phần mọt sách trong thư viện. Ở trang cuối Tinh tìm thấy tư liệu về đôi cánh phát sáng, nhưng một vài mảnh giấy quan trọng đã bị con mọt béo ăn mất. Tinh liền tìm đến cậu bạn mọt sách tìm hiểu cuốn sách, nhưng cậu ta nghĩ rằng người quản thư sẽ giúp được Tinh. Cậu mọt sách xem người quản thư như là một idol. Có điều ông ấy là vị tiên mùa đông, các tiên mùa hè không được đến đó, nếu không đôi cánh sẽ bị hỏng. Tinh ngay lập tức về chuẩn bị thêm quần áo, đóng thêm chiếc ủng mang trong thời tiết lạnh, ép bông gòn thành sợi nhỏ rồi kết hợp chúng để hoàn thành một cái áo ấm. Cô giấu đôi cánh phía sau, mang tất cả vật dụng cần thiết, tất cả mọi thứ đã sẵn sàng, nhưng có một thứ Tinh chưa hài lòng, lấy thêm hai cục bông nhỏ đặt dưới giày vậy là ok la, như vậy mới đúng là phong cách ăn mặc của cô nàng. Nhưng khi định bay, Tinh té cái đùng vì chợt nhớ ra là đôi cánh đã được giấu dưới lớp áo. Vì không thể bay, Tinh đành tìm cách khác. Cô lén lút qua mặt tiên Mary, bí mật leo lên cái giỏ dao đến khu rừng mùa đông. Cẩn thận ngó trước giòm sau nhưng vẫn bị Clank và Bubber trông thấy. Cô đành nói rõ cho họ nghe rồi phóng lên cái giỏ tiếp tục hành trình. Dù cho Clank và Bubber cố gắng ngăn cản, chiếc giỏ của Tinh đã bị con cú tuyết mới vào nghề gấp đi. Vì là lính mới nên con cú bay loạn choạng, phá hỏng nhà của tiên, suýt nữa thì đâm luôn vào vách núi. Sau một lúc nó đã lấy lại được tinh thần, theo chân đồng đội bay qua khu rừng rộng lớn, giang đôi cánh rộng tiến về khu rừng mùa đông. Tinh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, khung cảnh núi tuyết bao phủ trắng xóa trông rất đẹp. Một vị tiên mùa đông bay đến, hướng dẫn cho cú tuyết hạ cánh an toàn. Các đồng đội cú tuyết khác để cái giỏ tiếp đất an toàn, còn lính mới trao đảo, Tinh mất đà té vào cái cần gạt, vì lấy cái túi xém chút nữa cô đã bị rơi ra khỏi cái giỏ. Tinh kịp thời đóng được cái giỏ lại, con cú bay loạn xạ quăng cái giỏ đi bất ngờ, đụng trúng cái giỏ khác, đổ hết tất cả bông tuyết ra bên ngoài. Tinh vẫn ổn nhưng cô làm rơi mất quyển sách đôi cánh phát sáng ra bên ngoài. Nhân cơ hội các tiên sứ lạnh bận rộn dọn dẹp, Tinh rón rén bước ra ngoài nhưng con cú trở chúa tể mùa đông Milori đến. Tinh cố gắng dùng chân lấy quyển sách, một chút bất cẩn, cuốn sách văng về phía Milori. Ông ấy đưa nó cho thuộc hạ của mình đem đến cho người quản thư. Khi anh chàng tiên rời đi, Tinh lén lút đi vào. Ông quản thư tên là Dui đang bận rộn đọc từng cuốn sách, chợt có ai đó đi đến, kể với bác quản thư về đôi cánh phát sáng. Tinh lén nghe cuộc trò chuyện của họ, rồi cô kéo áo ấm, để lộ đôi cánh phát sáng. Có một cô gái tóc trắng cũng có đôi cánh y hệt Tinh vậy. Lần đầu tiên cả hai gặp nhau nhưng lại có cảm giác quen thuộc đến khó tả. Dui ngạc nhiên vì điều này xảy ra giống y hệt trong sách. Ông bảo hai cô nàng đứng lên bông tuyết, gõ nhẹ cây trượng. Bông tuyết bắt đầu phát sáng, cả hai lại chạm đôi cánh thêm lần nữa như một cách kết nối giữa cả hai, xuất hiện khung cảnh trên đất liền, tiếng cười đầu tiên của đứa bé sinh ra hai nàng tiên mới, bồ công anh nhờ vào gió thổi bay đi, một cánh bồ công anh nhỏ mắc kẹt vào nhánh cây, cánh bồ công anh còn lại may mắn đến được cây bụi tiên Pixie ở khu rừng mùa hè, cánh bồ công anh lúc nãy bị dính trên cây theo làn gió đến được khu rừng mùa đông, cũng thấm vào bụi tiên Pixie, đó là cuộc hành trình sinh ra hai nàng tiên, thì ra cô gái bên cạnh Tinh chính là người chị em song sinh thất lạc bấy lâu. Periwinkle vô cùng mừng rỡ khi đoàn tụ với Tinh, cả hai nhanh chóng nhận ra được những sở thích chung của nhau. Chúa tể Milori bất ngờ đi đến, có chuyện quan trọng cần nói với người quản thư, ông ấy cho rằng cuốn sách ông nhặt được lúc nãy có liên quan đến tiên sứ ấm mang đến. Dui đành nghe theo luật của Milori, ông đành thuyết phục Tinh về, nhưng không nỡ để hai chị em mới tìm được nhau lại chia lìa, Dui sẽ giúp cho Tinh ở lại chơi và phải về nhà trước khi trăng lên. Cả hai cô nàng cùng kể chuyện cho nhau nghe, cùng nhau vui đùa. Perry giới thiệu cho Tinh về nơi cô ấy làm việc và những người bạn mới. Các bạn tiên xương giá bắt đầu nhập bọn trượt băng cùng hai chị em Tinh, họ có khoảng thời gian cực kỳ vui vẻ bên nhau. Tinh hứa sẽ tìm cách để giúp Perry đến sứ ấm khám phá. Mải mê trò chuyện, đám lửa đã làm băng nứt vỡ.
Tinh không thể bay được, Perry cũng không tài nào kéo Tinh lên được. Con thú của Rui kịp thời đến cứu Tinh thoát một mạng. Ông ấy rất tiếc khi phải nói rằng đã đến lúc đưa Tinh quay trở về sự ấm. Tinh đành phải đi về nhưng cô không quên bàn kế hoạch để gặp lại Perry thêm lần nữa. Tinh trở về nhà nhờ sự giúp đỡ của Clank và Bubber cùng một số người bạn chế tạo cỗ máy giúp Perry qua được vùng đất tiên sứ ấm. Tinh không quên kể về người chị em song sinh của mình cho các bạn nghe, hy vọng khi đưa Perry qua sẽ khiến nữ hoàng Clarion thuyết phục chúa tể Milori thay đổi luật lệ. Họ bắt tay vào công việc. Tinh và Perry lén lút trốn dưới chiếc lá và bông tuyết. Perry nhờ các bạn của mình đem một tảng băng lớn, còn Tinh cùng các bạn đem đến một cỗ máy độc lạ bình dương. Nguyên lý hoạt động thì vô cùng đơn giản, xoay ngược cái máy, lắp tảng băng vào, sau đó nhờ vào Clank giúp cho cái máy hoạt động, phun ra rất nhiều hạt tuyết nhỏ, nhìn cứ giống máy làm đá bào thế nhỉ. Tinh tự hào về cái máy, đảm bảo cho Perry an toàn đến tham quan thế giới của mình. Những người bạn của Perry cũng đồng ý để Perry đi. Sự vui vẻ của họ đã bị một con cú tuyết trông thấy. Perry chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vời như vậy cả. Cùng Tinh đi du ngoạn trên sông, Perry thích thú ngắm nhìn mọi thứ. Những người bạn của Tinh cũng rất quý mến Perry. Họ cố gắng tạo ra thật nhiều điều thú vị để Perry cảm thấy vui vẻ. Perry chưa bao giờ được vui đến như vậy. Rosetta tặng cho Perry một bông hoa. Cô ấy dùng khả năng băng giá của mình làm cô đặc bông hoa trong tuyết. Nhưng sau đó, Perry liền cảm thấy bất ổn. Thì ra là cục băng đã sắp hết, sức nóng thì mỗi ngày một lớn. Đôi cánh của Perry nhũn ra, Tinh cùng các bạn kịp thời sơ cứu, gấp rút đưa Perry quay trở về khu rừng mùa đông. Cùng lúc đó cú tuyết cũng chở Milori đến. May mắn cánh của Perry vẫn ổn, cô ấy suýt mất mạng vì mạo hiểm qua khu rừng mùa hè. Milori vô cùng tức giận vì Tinh làm trái luật lệ, ban lệnh cấm hai chị em họ gặp nhau vĩnh viễn. Cho dù Tinh cố phản bác lại, nữ hoàng Clarion bất ngờ đến. Không phải Milori đưa ra luật cấm mà chính là nữ hoàng Clarion ban hành. Cách đây không lâu từng có hai vị tiên yêu nhau, một của xứ lạnh, một của xứ ấm. Họ đều cố gắng tìm cách gặp nhau ở ranh giới. Cho đến một hôm vị tiên mùa đông cố gắng vượt qua biên giới, thì cánh của ông bị gãy. Đó chính là lý do bà ban hành lệnh cấm để bảo vệ tất cả khỏi nguy hiểm. Perry đành phải đi về, nhưng không quên ôm Tinh lần cuối. Hai chị em nuối tiếc nhìn nhau. Chúa tể Milori điều khiển cú tuyết hất văng cái máy của Tinh xuống nước. Ông ấy không ngờ rằng hành động của mình vừa gây ra tai họa lớn. Chiếc máy bị mắc kẹt lại ở nhánh cây. Sức nước làm động cơ chuyển động ngày càng nhanh, liên tục bào những tảng băng nhỏ mắc kẹt vào máy, gây nên một trận cuồng phong tuyết cực lớn. Perry sau khi trở về, lúc nào cũng buồn bã nhìn lại khoảnh khắc khi vừa chào đời của mình và Tinh. Chợt Tinh trông thấy có tuyết bay đến, tất cả các bộ trưởng cũng đồng loạt có mặt vì họ trông thấy có tuyết ở khu rừng mùa hè. Trận cuồng phong đó đã hóa thành cơn phong ba lớn chưa từng thấy, bao phủ toàn bộ cây cối. Clank và Bubber cố gắng đẩy cái máy khỏi đó, Tinh cùng các bạn hợp sức thành công đẩy cái máy xuống nước. Thế nhưng do nhiệt độ giảm xuống nhanh chóng, các mùa đã bị đảo lộn, toàn bộ cây cối vẫn bị băng tuyết bao phủ. Nữ hoàng Clarion thông báo cho tất cả sẵn sàng hành động. Họ cung cấp thêm quần áo, di cư động vật đi tránh trú. Ngôi nhà của Tinh đầy ắp các con vật. Chợt Tinh nhìn thấy quả cầu tuyết của Perry lúc trước, lạ thay bông hoa trong tuyết do Perry làm. Từng cánh hoa vẫn nguyên vẹn không vỡ nát. Từ đó Tinh nhận ra được năng lực của tiên mùa đông sẽ giúp ích cho tình huống này, liền tức tốc bay đến khu rừng mùa đông. Bên này các tiên sứ lạnh cũng đang lo lắng cho cây bụi tiên của họ vì nó ngày càng ít đi. Sau khi nghe Tinh giải thích, Perry cùng các bạn tiên xương giá nhanh chóng đi đến khu rừng sứ ấm. Tất cả các cây cối ở đây toàn bộ đều bị băng bao phủ, quá trình băng hóa vẫn đang diễn ra với tốc độ chóng mặt. Cây bụi tiên nguồn cung cấp chính của hai khu rừng đang có nguy cơ phải đối mặt với sự diệt vong. Tinh đưa Perry cùng các nàng tiên sứ lạnh khác đến gặp nữ hoàng, rồi họ cùng nhau dùng năng lực của tiên xương giá bao phủ toàn bộ cây pixie. Sức lực của họ cũng có giới hạn với một cái cây quá lớn, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Chúa tể Milori đã điều động toàn bộ tiên đến giúp đỡ. Trước sự cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ, họ đã thành công bảo vệ hơn một nửa số cây cối và cả cây bụi tiên. Tinh cùng các bạn vào nơi trú ẩn. Milori chiều mến đến bên nữ hoàng Clarion. Thì ra họ chính là cặp tiên cố gắng đến bên nhau, và Milori đã bị hỏng một bên cánh. Cái lạnh vẫn đang xâm chiếm toàn bộ khu rừng. Chợt một tia sáng lóe lên hy vọng, ánh nắng dần khiến băng tan chảy, bụi pixie đã xuất hiện trở lại. Các tiên xương giá thành công cứu được cái cây, họ vui mừng khôn xiết. Perry vẫy gọi Tinh bay lên đó cùng ăn mừng, nhưng cô ấy có vẻ ngập ngùng. Tinh cởi áo ấm, hóa ra đôi cánh của cô đã bị rách trong khi cố gắng bay qua khu rừng mùa đông. Tất cả tiên đều buồn bã, Perry cố gắng an ủi Tinh. Sau chuyện này nữ hoàng cũng không ngăn cản chị em họ ở bên nhau nữa. Nhưng trời càng lúc càng ấm lên, Perry phải quay về khu rừng mùa đông. Trước khi đi, Perry không quên cùng Tinh chạm đôi cánh thêm lần nữa. Khi đôi cánh chạm vào nhau, liền phát ra ánh sáng, chữa lành đôi cánh của Tinh. Điều kỳ tích đã xuất hiện, đôi cánh của chị em song sinh chữa lành cho nhau mọi vết thương. Tất cả tiên sứ ấm bây giờ đều được ghé qua khu rừng mùa đông. Với sự bảo vệ đôi cánh từ tuyết của tiên xương giá, nữ hoàng sống hạnh phúc bên chúa tể Milori. Cậu mọt sách hoàn thành ước nguyện gặp ông quản thư. Rosetta tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Vui hơn cả là hai chị em Tinh được đoàn tụ. Thật tuyệt khi có một chị em song sinh luôn thấu hiểu đúng hong nè. Nếu thấy hay đừng quên cho mình một like và theo dõi để xem thêm nhiều phim hay nữa nha.